có ai rảnh không lên nói chuyện cùng với Yến Vi nào? Tại Yến Vi thành viên mới nên cả nhà chưa có ai biết tới. Lúc nào cả nhà có ai rảnh thì xin kết nối cùng với Yến Vi nhé. Yến Vi sống tại Biên Hòa, Đồng Nai và quê ở Thái Bình. Alo, có ai lên sóng nói chuyện cùng với Yến Vi không? Nếu không, Yến Vi nhìn thấy có hai thành viên lên xin chào mà chưa biết tên ai, xin thả cho Yến Vi một cái tim nào. Cả nhà ơi, nếu mà không có ai lên nói chuyện cùng Yến Vi gửi tặng cho cả nhà ta một bài hát nha. Xin một lời comment nào. Yến Vi thấy có ba người đang theo dõi mà chưa thấy một lời bình luận, cũng chưa có một lời comment. Xin chào cả nhà. Hôm nay lần đầu tiên Yến Vi lên gia nhập nhóm mình á. Xin cả nhà ủng hộ cho Yến Vi nha.